Nhà của nghệ sĩ Văn Hương nếp mình trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, nghệ sĩ Văn Hương đã 91 tuổi. Vợ của ông vừa qua đời. Sự xa cách người bạn đời khiến đôi mắt ông thêm đượm buồn. Tuy nhiên, giọng hát của ông vẫn ngọt ngào như xưa. Đại diện chương trình Mai Vàng Nhân Ái, đạo diễn nhà báo Thanh Hiệp đã đến thăm nghệ sĩ Văn Hương và trao tặng số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng của chương trình. Ông lúc này thì yếu, bị lẫn nữa. Cho nên là có khi nói thì có khi nhớ, có khi quên. Sức khỏe ông lúc này yếu, lúc này ông ăn ít. Chỉ trái cây được sữa rồi thêm cái bằng cơ thì một ngày ăn chừng 2 lần được, mỗi lần nữa chứ. Đại diện gia đình cảm ơn báo Người Lao Động, cái chương trình Mai Vàng Nhân Ái đã đến thăm nghệ sĩ Văn Hương, tặng quà cho ông. Rất là vui và rất là cảm ơn vì các em đã nhớ tới ông. Nghệ sĩ Văn Hương tên thật là Nguyễn Văn Hường, sinh năm 1934 tại ấp Mỹ Thành, phường Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, trong một gia đình nhà nông. Vợ của ông cũng là nghệ sĩ, bà tên Ngọc Sương, từng đoạt huy chương vàng giọng ca cải lương do đài truyền hình Bình Dương tổ chức. Nhắc đến sự nghiệp nghệ thuật của nghệ sĩ Văn Hương, ông vẫn luôn nhớ đến giai đoạn được xem là xuất phát điểm khi bước chân vào sân khấu cải lương, đó là quán Lệ Liễu, nằm gần khu vực cầu Thị Nghè. Năm 15 tuổi, ông từ giã quê hương lên Sài Gòn. Nghề đầu tiên ông mưu sinh là bán hạt dưa ở rạp cải lương Nguyễn Văn Hảo, nay là rạp công nhân thuộc nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi khi rảnh, ông thường nêu ngao vài câu vọng cổ. Ông dành dụm tiền đến quán Lệ Liễu để xem hát. Không ngờ chính nghệ sĩ Lệ Liễu phát hiện nên đã để ông lên sân khấu hát thử một bài vọng cổ. Sau lần đó, cứ cuối tuần, ông lại đến và được nghệ sĩ Lệ Liễu cho cùng song ca với bà. Tiếng lành đồn xa, nhiều nghệ sĩ của làng cải lương đã tìm đến quán Lệ Liễu để nghe Văn Hương ca vọng cổ. Từ đó, ông nên duyên với sân khấu.